Chào mừng các bạn đã quay trở lại với S News và hãy cùng với chúng mình cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày hôm nay. Cách đây vài tiếng đồng hồ thì nhiều hội nhóm trên Facebook đã có dấu hiệu chia sẻ rầm rộ thông tin về việc 1977 Vlog đã xóa hết những video trên YouTube. Cụ thể thì giờ đây khi mà vào giao diện kênh của ba anh em chuyên tấu hài này, không còn bóng dáng của một video nào xuất hiện để có thể cày tiếp những giây phút và những câu thoại giải trí cười rụng rốn nữa. Tuy nhiên hiện tại các fan của 1977 Vlog có thể yên tâm phần nào khi mà thông tin xóa video trên chưa hẳn đã là sự thật, mà họ chỉ đang ẩn chúng đi mà thôi. Được biết thì một vài dấu hiệu ngầm đặc trưng do YouTube hiển thị có thể chỉ ra một kênh có chủ động xóa hẳn video hay là vẫn tồn tại và chỉ ẩn đi. Mọi người đều có thể kiểm tra thông qua thống kê tổng video cũng như là tổng view ở các mục giới thiệu chung hoặc là kết quả tìm kiếm như sau. Tại trang giới thiệu chung của kênh, tổng view vẫn hiển thị cao vút như trước, cho thấy video chưa bị xóa đi và vẫn nằm trong hệ thống YouTube. Tuy nhiên thì tương tự với trường hợp của YouTube đình đám một thời GV Evermind thì có thể xác nhận toàn bộ những video từ trước tới nay của anh, bao gồm cả loạt vlog gắn liền với thời đi học của thế hệ 8X, 9X đã bị xóa sạch hoàn toàn. Mọi thông tin liên quan về thống kê video cũng như là view chỉ trùng khớp, xoay quanh hai vấn đề mới nhất về phim ngắn vừa sản xuất, không thừa ra ngoại lệ. Chúng mình là S News và các bạn đừng quên like, share và subscribe để cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé.